Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Suy niệm. Khi nói đến ở lại, chúng ta thường nghĩ đến một nơi chốn, một địa điểm nào đó. Tuy nhiên, lời mời gọi ở lại ở đây không nhằm diễn tả nơi chốn, địa điểm, mà là một chuyển động nối kết giữa các môn đệ với Chúa Giêsu. Để diễn tả sự nối kết giữa các môn đệ với Chúa Giêsu, Thánh sử Gioan sử dụng hình ảnh cành nho nối kết với cây nho. Nếu sự nối kết giữa cành nho và cây nho là điều kiện cần thiết để trổ sinh hoa trái, thì sự nối kết giữa các môn đệ với Chúa Giêsu là điều kiện không thể thiếu để trổ sinh các nhân đức. Vậy, các môn đệ có thể nối kết với Chúa Giêsu bằng cách nào? Các môn đệ có thể nối kết với Chúa Giêsu bằng nhiều cách khác nhau. Họ có thể nối kết với Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tuân giữ giao ước và bằng việc lãnh nhận các bí tích. Lạy Chúa, xin cho chúng con nối kết và đón nhận nguồn sống từ thân cây Giêsu để trổ sinh hoa trái dồi dào. Xin cho chúng con biết nối kết với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tuân giữ các giới luật và bằng việc lãnh nhận các bí tích. Nhờ đó, chúng con ngày được biến đổi trở nên những người đạo đức thánh thiện và không ngừng trổ sinh nhiều hoa trái là các việc lành. Nhờ gương sáng và đời sống đạo đức, chúng con sẽ dẫn đưa nhiều người đến với Chúa để được hưởng ơn cứu độ. Amen.